luôn. Hôm nay trái nhỏ quá. Bạn không có mưa gì hết, nắng quá trái nhỏ. Ba. Ừ. Trái nhỏ kìa. Ờ, trái đó chưa lớn á. Chỗ này trái nhiều. Đi, giờ lên đây nè. Hả? Mấy chỗ này trái nó lạc lạc xuống. Nè, thấy đây đó nè. Tình hình nay nay thơm bán hơi chậm hơn mọi năm. Tại vì nay tình hình dịch bệnh, người ta ít đi chơi, ít đi mua sắm, ít ăn uống hơn, nên là năm nay bán hơi chậm hơn mọi năm. Mọi năm là thơm chín không kịp để cắt bán luôn. Năm nay thì số lượng tiêu thụ giảm rất nhiều so với mọi năm. Cái tình hình chung rồi mọi người ơi. Trái này bự ghê ha. Chú cô có trái nào ngon ngon trẻ ăn lâu rồi không ăn thơm. Ba, con thấy cái thơm ở sau lưng ba kìa. Ở đâu? Ở sau lưng ba. Thấy cái thơm sau lưng ba luôn hả? Hay dữ ta. Con biết cắt thơm không? Con biết cắt thơm không? Không biết hả? Này có trái này xanh nó lật xuống đây kìa. Trái này xấu lật xuống rồi. Nè cắt cái này luôn đi. Nè 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 dạ, cắt cái này. Nó bị lật đà. Chính nó cái nó quẹp quẹp xuống. Tình hình nay tình hình chung mà. Măng cục nghe nói năm nay hết hơn mọi năm nhiều lắm. Thường hôm con năm nay cũng bị thất trái nhỏ không. Cần để xe ở đó không mẹ? Đi ngồi lên xe còn phải ngậm bình sữa nữa. Đâu? Cái đường này đi chưa vậy? Mọi nhiên đó nè. Cái đường bên đó đi chưa? Ừ. Đường bên đây đi chưa? Có biết đâu. Đi dàn lên đây nè. Lên đây có chín cắt đại cho cô 10 kg đi. Đi về thăm thử rồi. Cái này nó trồng không còn những chỗ đấy rồi. Dạ. Nó năm nay nó nắng quá. Trái nhỏ. Chứ lại nay cũng cỗi rồi. Mấy năm trước mới trồng nó trái bự lắm. Nay trồng lâu quá nó cỗi. Hết chất dinh dưỡng rồi. Được mà nó lâu luôn rồi. Lâu đấy hả? Dạ, cái con nó nhỏ quá trồng lâu quá. Giờ mình cắt cái trái đợi cho nó mưa xuống cái nó ra con nhiều lắm. Mũi muốn đâm được cái đống nè. Trái mũi nè. Ừ, mũi đập nó, chết chưa? Chưa chết hả? Con ngồi im đi. Ba ơi, ai làm giỡn vậy?
Ông nội làm cái giọng á. Cái giọng của ai vậy? Cái giọng của ông nội răng á. Ủa ai ngủ trên đó vậy? Răng đó chứ đâu có ai ngủ đâu. Ủa hồi nãy con ấy đâu? Thôi con ngồi đó đi, xuống đi không được đâu, cỏ gai không à. Ngồi 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 xuống để té, ngồi xuống. Không đó, ngồi ngồi xuống rồi ba đẩy để té. Hả? Con ngủ lại. Ngồi đó đi. Nhìn bỏ xuống cho đi bộ đi. Dạ 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 lấy con. Đây nè, đây nè. Thôi đừng có bóc cái cây đó. Né ra coi, né ra ba đẩy xe coi. Đi còn đẩy theo cục thịt dư này nữa. Nè giặt này nó bị quẹo quẹo xuống rồi. Này trồng hưa thưa vậy nó bị quẹo quẹo xuống á. Trái nó bự nữa. Kia ba trồng dày quá. Sao không có chín ta? Nội cắt có nhiều trái. Mình lâu lâu lên cắt không biết chỗ nào trái nhiều, không nào chỗ nào chín. Dứt nó liền. Con cái nào chỉ à? Đây chỉ nè. Cái giống chưa chín quá ta. Thôi nó không ngồi chất hơn của nó luôn rồi. Tại vì hát là gì ạ? Đây nè, đại tiếng rồi. Nãy giờ đi lùm lum không có đi theo luôn. Con ngồi im nha, đừng lắc té nha. Chó này nãy mập ghê rồi ta. Cái bự thì lơ. Rồi mấy được nhiêu ký rồi? Nhúng hơi cân kìa.
giờ mà mùa mà trái cây mà chín mà kiểu này là tiêu hết à. Ngồi nào mua mấy trăm triệu hết chị ơi, chứ đâu phải ít đâu. Tiêu hết rồi. Chị giờ biết sao giờ hỏi chị chứ không ai đi đường hết, là mua bán gì được, không đâu mua bán gì. Ơi khổ toàn tập. Ấy thì bữa nào chị đem chị cho mới ba bao nhiêu nhiều lắm. Chứ giờ sổ ra mới công không quá. Ừ. Bữa nào chị rã cho, không có ai đâu. Trời ơi thiếu gì bao đâu, không ngoại quá cày. Đem đi nào. Đây mình đi mình có. Chọn con á. Đi mình có. Ném ra. Ném ra, xích ra, xích ra. Bự trên trển đầu trên quá chừng ha, mà đủ chừng chín chín cũng đều, chín thành lạc sọt. Không, cái này mà mưa xuống nữa bự quá. Năm nay nắng quá hay thất bại rồi. Trời ơi, năm nay ai cũng như vậy, chị thấy cũng đổ. Nhà cũng mẹ ơi, cái cây nhiều xe đến với lại con mở chân đó, cho con qua dẫn con nằm ngủ nghỉ ngay. Thấy cái giọng quá. Trong khi đó Ngọc xe đẩy nó đi không, nó có đi bộ đâu. Thấy cái giọng con ngồi ăn. Con buồn ngủ à. Con muốn qua dẫn con nằm. Mà có nhiều đây lấy hết cho chị chứ. Chín đó quá chị, chín đó. Chín đó hư rồi. Bữa hổm nó úng luôn nó chưa. Rồi bỏ lên thêm mình vậy đó. Rồi. 25 kg, 25 là từ nãy ký nè chị ha. 24 đi. 3 ngày con câu cá. Mở cho hai đứa xanh này luôn đi. Rồi nó về cho vui vui cho người ta. Rồi 36 không? 4 kg nữa là 4 kg là 360. Nhiêu cái? 15 đi. 4 kg nha. Mẹ nhiêu cái? 15. 36. Mẹ ghét con đâu rồi mẹ. Con cái ghét con đâu rồi. Chị tính không được. Ô cũng có hồ gì không? Này hôm chín ít. Nay vậy chín chín vừa rồi thôi chứ chín rộ một lần sao? Chín rộ mà còn khổ nữa. Giờ y tâm giờ tâm ăn cụng giờ đựng chín đó nè. Thì có giờ từ neo đi, từ đi chín được. Tính phồn biết bữa nãy năm nay mắc dịch đâu. Trên đầu này trái đầu kia trái đâu. Thôi năm nay thấy chán thiệt. Chị giờ nó mưa xuống nó mưa lớn trái. Mưa xuống đi. Đâu mà không mưa đâu, năm rào lên cắt đồng lọ còn ai thì đâu chỗ này cắt. Năm rồi lên cắt đẩy một đống. Mười hai năm rồi chị nhớ không có năm nào em đẩy là 200 kg, 200 mấy ký. Mấy trăm ký thôi. Lúc đó cắt thì còn ai tiếp lần ai lên đầu này cắt được kia cắt. Không có ai. Trên chỗ này lầu đường này nè. Tại đường này nè. Giờ cho luôn sợi dây đi nha được không? Lấy sợi dây. Giờ cái giỏ cho con trước hay gì? Rồi bỏ giỏ trước. Sao em ơi trọng là lắm chứ ai không? Giờ trọng đâu. Sao hè đó em mắc cưa ra đó. Em nên giờ em xin trọng á. Làm gì đó. Làm gì con nữa làm sao đi cô gái. Cái này đất mới trồng tốt lắm á. Tốt luôn cô. Đất mới nè. Em mắc cưa ra cái hè đó nha. Tiếp ra đừng có phá cái cành của nọng thương không có được. Cô gắng lên. Có mấy đậu chín kìa. Ủa chín là bẻ chứ hư á. Thôi bẻ hỏi. Thôi. Để chút.